Sau hat-trick với lưới an tài, Cristiano Ronaldo tiếp tục làm điều tương tự trong trận đấu gặp Alba. Câu lạc bộ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Phong độ xuất sắc của siêu sao người Bồ Đào Nha giúp Anas giải quyết trận đấu ngay từ hiệp 1. CR7 ghi 3 bàn đều từ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Ronaldo mở tỷ số trên sân Alba ở phút thứ 11 với cú đá phạt hàng rào từ cự ly chưa đến 17m, góc chính diện. Anh đá sệt và xuyên qua hàng rào, trúng chân thủ môn bay vào lưới. Đây là cú sút phạt hàng rào thành bàn đầu tiên của thủ quân Anas kể từ tháng 10 năm 2023 vào lưới Đà Mắc. Sau đó 10 phút, Ronaldo tiếp tục ghi tuyệt phẩm sút phạt, lần này ở cự ly khoảng 25m trên bên trái. Anh vẫn sút qua hàng rào nhưng tầm cao, khiến thủ môn Cyprian Tatarusanu đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Anh đều nhảy xoay ăn mừng bàn thắng theo phong cách quen thuộc qua hai bàn này. Đây là trận đầu Ronaldo ghi bàn từ hai cú sút phạt hàng rào kể từ năm 2011, cũng trong màu áo Real gặp Villarreal tại La Liga. Trong sự nghiệp, mới có 4 trận đấu siêu sao 39 tuổi làm được điều này, trong đó 3 trận đầu diễn ra thời 2008-2011, đỉnh cao sút phạt của anh. Ronaldo tạo hat-trick ở phút 41 khi anh nhận được đường chọc khe từ tiền vệ Abdulrahman Gareb để đối mặt thủ môn. Thủ quân Bồ Đào Nha thấy Tatarusanu đứng hơi xa cầu môn nên anh đã quyết định bấm bóng bổng từ cự ly khoảng 25m, quá tầm với của cựu thủ thành AC Milan. Lần này, Ronaldo vẫn nhảy xoay ăn mừng bàn và siêu với nụ cười tươi. Đây là lần thứ hai kể từ khi đặt chân đến Trung Đông, Ronaldo ghi hat-trick trong 2 trận liên tiếp. Ngoài ra, cựu sao Real Madrid cũng ghi 2 bàn từ chấm đá phạt trong 1 trận, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010-2011. Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo. Phút thứ 33, anh đột phá xuống đáy biên rồi thực hiện đường chuyền khó chịu khiến thủ môn chủ nhà không thể bắt dính. Sadio Mane có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới Alba. Phút 44, Ronaldo một lần nữa có bóng ở đáy biên. Đường chuyền của anh đặt Sulaiman vào vị trí không thể không ghi bàn. Sau hiệp 1, Ronaldo được huấn luyện viên Luis Castro rút ra nghỉ, nhưng màn trình diễn quá hoàn hảo ấy khiến anh được các trang thống kê chấm cho điểm 10 hoàn hảo. Một điều rất hiếm với những ai không đá đủ 90 phút. Anas vẫn tấn công dồn dập và ghi thêm 3 bàn vào lưới đối thủ đã vỡ trận, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 8-0. Ở trận cùng giờ, Al Hilal vẫn cho thấy phong độ ấn tượng khi đánh bại Al Ahly, qua đó giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League với khoảng cách 8 điểm so với Anas. Mùa giải SPL 2023-2024 chỉ còn 8 vòng. Cơ hội để Ronaldo và đồng đội lật đổ đối thủ cùng thành phố gần như đã không còn. Nhưng với cá nhân CR7, phong độ hủy diệt này chỉ là cách mà anh gửi câu trả lời đến cho những ai nghi ngờ anh không đủ trình thi đấu tại Euro 2024. Ở trận đấu thứ hai liên tiếp lập hat-trick đều vào lưới các đội bóng nằm ngoài top 1000 thế giới theo chỉ số sức mạnh của Opta. Anh nâng kỷ lục ghi bàn lên 885 bàn trong 1215 trận. Trong đó có 65 hat-trick, bỏ cách Messi tới 59 bàn. Trước trận này, lần gần nhất anh lập hat-trick 2 lần liên tiếp đã diễn ra cách đây 9 năm, thời còn ở Real Madrid. Khi đó, anh ghi 5 bàn vào lưới Espanyol tại La Liga, rồi 3 bàn trước Shakhtar Donetsk ở Champions League trong 3 ngày. Lần này, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần 3 ngày để ghi 2 hat-trick. Điều đáng nói là Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Anh luôn chạy hết mình trên sân và luôn là mối đe dọa cho hàng phòng ngự đối phương. Khả năng tạo cơ hội và tự tin trong việc dứt điểm đã giúp Ronaldo trở thành đầu tàu cho Anas. Ngoài việc ghi bàn, Ronaldo còn đóng vai trò lãnh đạo và kinh nghiệm quý báu cho Anas. Anh luôn là một tấm gương về sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc chăm chỉ. Điều này đã lan tỏa đến cả đồng đội của anh và giúp họ nâng cao phong độ. Sự thành công của Ronaldo tại Anas đã khiến cho người hâm mộ trên khắp thế giới phải trầm trồ. Anh không chỉ thể hiện tài năng mà còn truyền cảm hứng cho những người yêu thích bóng đá và cho những người trẻ đam mê thể thao. Điều này đã củng cố vị thế của Ronaldo trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Mỗi lần bị chỉ trích, chế giễu, CR7 lại phá sâu kỷ lục ghi bàn khủng khiếp, qua đó cho công chúng thấy sự vô tận trong giới hạn của anh. Cả ba bàn thắng dạng sáng này đều cần cảm giác bóng tốt nhất, thứ rất nhiều cầu thủ không còn giữ được sau tuổi 30. Khi mà gần như các cầu thủ cùng thế hệ Ronaldo đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn đá bóng cho vui, lão tướng Bồ Đào Nha vẫn đang muốn chứng minh rằng vẫn còn những mảnh đất để người già thể hiện. Trước trận gặp Alba, Ronaldo không tập cùng đồng đội ở buổi tập cuối cùng mà chỉ tập phục hồi một mình theo giáo án riêng. Xin được nói luôn, điều này chẳng phải là vì anh chảnh, chẳng phải vì anh coi thường các đồng đội không ở cùng đẳng cấp, mà bởi Ronaldo hiểu anh cần một chế độ riêng, chế độ dành cho những vận động viên đã lớn tuổi. Không chỉ giữ gìn vóc dáng, Ronaldo còn luôn biết cách tối ưu hóa hiệu suất cơ thể để đảm bảo phong độ. Siêu nhân sinh năm 1985 không có bằng tiến sĩ hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng để nói về việc bảo vệ bản thân, mấy người dám vỗ ngực khẳng định mình hơn CR7. Anh biết những gì tốt nhất để nạp vào cơ thể, biết những gì độc hại để nói lời tránh xa nó. Đó là một công việc không hề dễ dàng.
Nói đúng hơn, nó là vòng lặp gần như bất tận suốt 20 năm qua, bao gồm từ chế độ ăn, ngủ, trị liệu. Trong khi chúng ta ngồi đây ca tụng Ronaldo, có lẽ anh đang ngâm mình trong bồn đá để chuẩn bị phá những kỷ lục tiếp theo. Chắc chắn sẽ có người hỏi, làm như vậy có vui không hoặc có đáng không? Nói đâu xa, chính Eden Hazard từng ôm bụng cười khi chia sẻ vấn đề này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Équipe, Eden Hazard được tờ báo Pháp hỏi liệu anh có muốn được tâm lý và chế độ tập luyện như Ronaldo hay không. Tiền đạo người Bỉ trả lời, không, đó sẽ không phải là tôi. Sau khi tập luyện, ngâm mình trong bồn nước lạnh cả tiếng đồng hồ thì không. Hãy để tôi yên, tôi sẽ cùng bạn bè về nhà, chơi bài, uống bia. Tôi chơi bài, uống bia trong khoảng 2 tiếng với bạn bè. Sau đó tôi dành thời gian cho con gái trong vườn. Đó là sự hồi phục của tôi. Nếu mà giống Cristiano, tôi sẽ kiệt sức mất. Mỗi người một cách suy nghĩ, miễn sao hạnh phúc. Nhưng thế hệ trẻ sẽ muốn học theo Ronaldo hơn. Đua tranh với cả Messi chẳng còn là quan trọng. Ok, anh thua đấy, thì đã sao nào? Mặc kệ ngoài kia có người khó chịu, có mỉa mai, có chê không cùng mâm với Messi, thì CR7 của chúng ta vẫn liên tục nhắc nhở công chúng rằng anh vẫn còn thi đấu. Ronaldo là vậy, kiên trì đến điên rồ. Và một đầu tàu như vậy là rất cần cho tập thể bạc nhược như đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro. Mới đây, đáp trả những bình luận của Cancelo, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bịt miệng hậu vệ đang chơi cho Barcelona bằng chính sự nghiệp của anh, khiến cho các khán giả vô cùng thích thú với đúng tính cách của người đặc biệt. Anh ấy nói rằng khoảnh khắc đẹp nhất trong một đời cầu thủ là khoảng 25 đến 32 tuổi. Ronaldo đã đi qua khoảng thời gian đẹp nhất sự nghiệp và Bồ Đào Nha không còn phụ thuộc vào anh ấy nữa. Ai đó nói với tên hề này rằng anh ta đang chơi mùa giải thứ hai của mình theo dạng cho mượn được không? Pep Guardiola sa thải anh ta khỏi Man City và Nagelsmann cho anh ta lên băng ghế dự bị ở Bayern Munich. Tất cả điều đó diễn ra khi Cancelo đang 29 tuổi, cái tuổi mà anh ấy bảo là đẹp nhất. Bây giờ Cancelo đang yêu cầu một hợp đồng vĩnh viễn ở Barca với sự trợ giúp của Ronaldo. Lần cuối cùng anh ấy chơi trọn vẹn một trận đấu cho Bồ Đào Nha là vào tháng 10 năm ngoái. Cả thành phố, Bayern và Bồ Đào Nha rõ ràng đều không phụ thuộc vào Cancelo. Tuyên bố rõ ràng và rành mạch của Jose Mourinho là thật mà không ai có thể chối cãi, cho thấy rõ ràng sự khác biệt giữa những lời nhận xét hiển nhiên của hậu vệ 29 tuổi.